Hôm nay chúng tôi đến đây để giới thiệu một cơ hội đầu tư 116 tỷ đồng cho 20% cổ phần của công ty Smart Lock. Như chị đang bị sốt. Em có quyền ra quyết định. Nhưng tại sao anh không bao ra? Anh đang nghỉ mát ở FLC Quy Nhơn. CEO đang nghỉ mát và em lên đây là em là trợ lý và em đi gọi vốn. Yep. Thế thì nếu mà hôm nay em mà gọi vốn thành công được thì ảnh cho em cái gì? Cái target của em không phải là tiền. Thế giới phải biết đến Việt Nam là có Smart Lock. Thế giới đã có Bắc Hồ, có Bắc Giáp, có Viettel và có U23 đúng không? Dạ, đúng, phải đúng. Có Smart Lock nữa đúng không? Đúng. Bức tranh nó mới hoàn hảo. Dạ đúng. Lời khuyên và là bí quyết mà anh tặng em. Dạ. Rằng là trước khi nhìn lên trời và nhìn xuống đất. Dạ. Kính chào các sếp, tôi là Trần Duy Khiêm, giám đốc điều hành công ty Smart Lock. Xin giới thiệu đây là bạn Google Việt. Em sẽ đảm nhiệm vai trò cho đội chính. Hai cộng sự của em sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Rồi, Google Việt, qua đây. Hôm nay chúng tôi đến đây để giới thiệu một cơ hội đầu tư 116 tỷ đồng cho 20% cổ phần của công ty Smart Lock. Vừa nói em gọi bao nhiêu vốn nhỉ? Dạ, 116 tỷ ạ. 116 tỷ là tổng cái lượng vốn mà các shark đã tham gia đầu tư trong cái mùa trước. Một mình em làm nguyên cả mùa luôn đúng không? Bằng nguyên một mùa trước. Dạ. Đạo diễn đóng máy cho anh cái, xong rồi. Ngoài xong rồi. Xin hỏi có anh chị nào là đang có kinh nghiệm vận hành về doanh nghiệp liên quan đến sản xuất hàng hóa? Theo em quan điểm hàng hóa là gì? Là những thứ hàng tiêu dùng để tiêu dùng ạ. Ở đây thực ra ai cũng sản xuất hàng hóa. Ồ, thế thì là ai cũng có kinh nghiệm hết. Vì tiêu dùng thì bọn anh tiêu nhiều lắm. Dạ, hiện giờ cái ngành logistics trên thế giới nó đang có quy mô khoảng 3.000 tỷ đô la. Thì cái phần việc của Smart Lock nó sẽ chiếm xảy ra trong phần lớn các cái hoạt động di chuyển và lưu trữ hàng hóa. Theo một cái nghiên cứu của DHL trên thế giới, hiện nay 80% các kho hiện nay chưa áp dụng các cái công nghệ hiện tại trong quản lý kho. Tại thị trường Việt Nam có khoảng 1 triệu xe tải, thì trong đó mỗi ngày 70% lượt xe chạy về là xe chạy rỗng. Tổn thất do việc chờ đợi cập nhật thông tin này nọ, xử lý giấy tờ là 2 giờ trên một chuyến. Đó là một cái cơ hội cực kỳ tuyệt vời cho Smart Lock để thay đổi được cái ngành logistics Việt Nam và trên thế giới. Sorry, em mô tả lại là Smart Lock làm trong cái ngành nào, cái khoảng nào? Dạ, từ xuyên suốt cái này, từ cái đường gọi là vận tải bộ, vận tải biển, vận tải đường sắt, giao hàng thư tín, giao hàng thương mại điện tử, cho đến các cái kho vận chuyên nghiệp như kho của DHL, Germadev, Vinapco vân vân. Toàn bộ cái chuỗi đó đều cần một hệ thống thông tin, về đó là cái giải pháp, cái thị trường mà Smart Lock nhắm đến. Ở trên thế giới hiện giờ các cái công ty phần mềm phần lớn là họ sản xuất theo cái mô hình phần mềm đóng gói, ví dụ Oracle hay Infor. Oracle tập trung phần lớn vào doanh nghiệp lớn và họ đang để ý tới doanh nghiệp nhỏ bằng cách họ đưa ra phiên bản cloud và họ đã có ý đồ. Nhưng mà vì tốc độ của Oracle giống như là lái một cái hàng không mẫu hạm, khi mà họ muốn chuyển hướng này kia, cả một cái bộ máy nó èo theo rất là khó. Còn bên em là em li chuyển rất là nhanh, và đó là cái lợi thế của startup. Smart Lock không đi bán phần mềm, Smart Lock đi cho thuê phần mềm. Như vậy thì doanh nghiệp không phải trình quyết định đầu tư, không phải xin hội đồng quản trị đầu tư. Tôi chỉ khai báo tôi có 10 user, tôi cắm, tôi đẩy master data vào và tôi xài phần mềm đó. Thế Smart Lock sống bằng cái gì? Hiện giờ sống bằng hai nguồn, một là tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành logistics, và thứ hai cung cấp một cái nền tảng ứng dụng để cho doanh nghiệp vận hành dễ dàng hơn. Nói nôm na tụi em số hóa hoạt động vận hành về logistics. Thu tiền ở đâu mà sống? Cụ thể, anh có biết hiện giờ trong kho hàng của anh có bao nhiêu mã hàng sắp hết hạn không? Không đúng không? Thường thường là sẽ không biết, vì các anh chị có quá nhiều nỗi lo. Bạn trả lời sai câu hỏi. Tóm lại là mình thu phí người ta như nào? Dạ, em thu phí bằng cách trên cái transaction một chuyến xe mỗi ngày mà sử dụng hệ thống thu 6.000 đồng. Cảm ơn. Không kể dài ngắn, không kể thời gian, quãng đường, không kể thời gian. Không kể thời gian, không kể số đơn. Em giữ bắt đầu từ lúc bắt đầu hành trình đến lúc cuối hết hành trình. Căn cứ nào để em định ra cái giá công ty của em như vậy? Cái con số 5 triệu đô thật ra là một số rất là nhỏ. Tại vì hiển nhiên nếu như em có 30 phút ngồi với bác á, thì em sẽ raise được 1 tỷ đô là chuyện bình thường. Em muốn cái đem cơ hội này đến cho các shark ở Việt Nam trước khi em đi ra nước ngoài. Em phải đứng xuống đất á. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thị trường mà em cần chinh phục đầu tiên là Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam là hiển nhiên trong tay em rồi. Em không có gì phải lo nữa. Còn cái câu chuyện ở ASEAN em phải bung nhanh, bung mạnh là gì? Để khi Oracle có gặp em á, thì nói Oracle phải đem 1 tỷ ra đây thì em mới nói chuyện, còn không thì em không cần nói chuyện. Cái đặc điểm của IT đó là khả năng scalable.
cái phần chi phí tăng rất là thấp nhưng mà cái revenue nó tăng như vậy, nó tăng lên hàm số mũ. Hiện nay doanh thu của em dạ năm rồi doanh thu của em là 0,18 dạ đang lỗ ạ, đang lỗ khoảng 3.6 0,18 triệu đô dạ. Khoảng 4 tỷ dạ. Lợi nhuận thì đang âm dạ đây ạ. Dạ lợi nhuận đang âm thì câu chuyện của công ty công nghệ nó khác hẳn công ty truyền thống, cho nên chúng ta cố gắng chia sẻ với nhau góc nhìn. Nó khác hẳn công ty truyền thống ở cái chỗ là công ty công nghệ thì có những cái thành công kinh khủng. Dạ. 1 thành 1.000 lần dạ đúng. Đúng không? Thậm chí 1 thành 1 triệu lần đúng. Thế nhưng mà 1 triệu doanh nghiệp mới có 1 người như thế. Dạ đúng, chính xác. Và tụi em muốn em là con số đó. Và khi mà cắt sát vào với em á, chúng ta sẽ không có con số thứ hai. Cái này thì em phải có ý kiến đấy chứ. Em để nó múa đi. Khi mà em mời cắt sát vào là em triệt tiêu luôn cơ hội của những người sẽ potential trở thành đối thủ của em. Còn nếu như bây giờ em lẳng lặng em phát triển như một doanh nghiệp bình thường, Oracle chỉ cần búng ngón tay cái là em chết tươi. Nhưng mà 116 tỷ cũng không thể làm cho Oracle không búng ngón tay được. À dạ đúng. Đúng, họ vẫn búng. Họ sẽ Oracle vẫn búng nhưng với giá nào? Với anh ngắt lời em cái. Dạ. Mặc dù anh đầu tư công nghệ rất là nhiều rồi, nhưng mà anh không biết là bây giờ em đang giải quyết cái bài toán gì ở khâu nào cho ai. Cái mà em đang nói dạ, dạ. Nó giống kiểu em đang muốn chinh phục cả thế giới. Dạ. Và em chỉ là một cậu bé tí hon mới sinh ra. Dạ. Em tên là gì? Em tên Khiêm ạ. Khiêm à? Dạ. Cái mà em trình bày từ đến giờ và tên của em là khác nhau đấy. Dạ vâng ạ. Em ba mẹ em cũng cố gắng đặt tên em để cho em kiềm chế lại. Tại em có thể nói ngắn gọn được không? Bởi vì anh thấy em nói nhiều quá. Ngắn gọn là nó giúp cho cái người thủ kho biết được hàng đang ở đâu. Em đang target vào những đối tượng doanh nghiệp như nào nhỉ? Khách hàng của Smartlock hiện nay là các doanh nghiệp Germadev, Vinapco, Transimex, Sotrang, Vinamilk. Đã có ai trong số đấy là mà em có thể phục vụ được chưa? Dạ, bên em đang phục vụ ạ. Giao hàng nhật khoảng 50 doanh nghiệp là đang sử dụng dịch vụ của bên em. 50 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ mà doanh số của em chỉ có 0,18, có nghĩa là chỉ chưa được 200.000 đô. À, doanh số đó là cuối năm 2017 ạ. Giá trị của em là bây giờ là 27 triệu đô cho một cái doanh nghiệp mới bắt đầu và 0,18 triệu đô tiền doanh số. Em nghĩ nếu mơ thì mình phải mơ cho nó đủ lớn. Em nghĩ là các công ty thương mại điện tử Việt Nam họ đang có giải pháp về logistics chưa? Em đã ở trong kho của giao hàng nhanh, kho Lazada. Và em hiểu rõ cái vận hành và em hiểu cái pain trong vận hành của họ như thế nào luôn. Thế bây giờ em cho anh biết là ví dụ như vấn đề của kho của Tiki là gì? Tiki họ muốn áp dụng cái mô hình như của Amazon, tức là randomness distribution. Cái problem của Tiki đang gặp á là cái kho của họ vẫn đang là kho thủ công. Thế nào là thủ công? Thủ công tức là người phải đi pick hàng và người phải cầm lên phải nhìn món hàng. Cái kho mà hiện đại là robot chạy thôi. Nếu mà chi phí của người pick rẻ hơn của chi phí đầu tư robot thì bây giờ nếu là em là CEO em chọn ai? Mấu chốt là volume. Nếu như không bây giờ volume nó là câu chuyện phải từng giải quyết từng bài toán từng bước một. Người ta phải đi xe rồi mới dần dần đi máy bay rồi mới đi gọi nhà tàu vũ trụ các thứ. Đó là tư duy truyền thống ạ. Đối với em á, cái kho bây giờ hoàn toàn doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư robot. Cái con Google Việt của em nó dưới 2.000 đô, nó làm việc được 3K. Nhưng lúc đấy em bảo nó rẽ trái mà nó rẽ phải đấy. Đang còn tôi tai ạ. Anh học hệ thống công nghiệp tại Học viện Công nghệ Châu Á. Dạ. Yeah. Học đúng về Industrial System Engineering. Ở Thái Lan. Và anh đã chế được cái con AGV. Dạ. Chạy từ cách đây 2 mấy năm rồi. Dạ đúng. Anh chả thấy con của em nó hay ho thì trông thì nó xấu mù. Chạy thì lộn xộn, bây giờ vẫn còn prototype, đến bao giờ ra con thật. Ông Phú từ ngày nãy giờ ông nghe không hiểu gì. Trên hệ thống của em là có tracking được tuyến đúng. Đi đâu đấy. Và thí dụ anh mở cái ra thì có biết được xe của anh đang nằm ở vị trí nào đúng, trên đường đúng không? Anh cầm một cái iPad hoặc cái màn hình anh biết được bao nhiêu xe đang chạy, bao nhiêu đơn, doanh số một xe bao nhiêu, kết quả xe này chuyến này chạy lời lỗi là anh biết hết luôn. Và anh cần biết chiều về anh sẽ lấy được hàng cho thôi. Không, hệ thống em làm sao lấy được hàng về? Cái quan trọng nhất là mình không có hàng đầu về để mà lấy chứ. Nhưng mà em giải quyết được bài toán đó. Giải quyết như nào? Hiện giờ trên thị trường nó có khoảng em lấy 20 công ty lớn nhất FMCG như Vitamil, P&G, Unilever, Pepsi, Bia Sài Gòn chẳng hạn. Doanh số mà 100 triệu thì doanh số mà chi phí vận tải là khoảng 3 triệu đô. Bây giờ em qua gặp từng công ty em lấy đưa cho em cung cấp dịch vụ vận tải cho anh chị. Nhưng em có cung cấp dịch vụ vận tải đâu, em chỉ là phần mềm thôi. Vì trong tay em có 100 ngàn xe tải chạy về rộng. Không, nhưng mà vấn đề là em chỉ là cung cấp giải pháp phần mềm chứ em đâu có kết nối các doanh nghiệp với nhau.